Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Thì em xin giới thiệu DJ ngày hôm nay. Kira là DJ của ngày hôm nay mà mọi người sẽ lắng nghe những ca khúc của Kira nha. Wow. Ok. Bây giờ chị Up sẽ xin mời một bạn khách mời rất là đặc biệt mà đã cùng đồng hành với tất cả các bạn nhỏ ở đây một thời gian rất là dài trong bộ phim sitcom. Đây là bộ web drama triệu view và tên là La La School. Xin mời diễn viên Gia Hân. Trời ơi, đứng ở đây đánh rồi. Đây em đứng đây, trời ơi, thương ghê ha. Thương ghê ha. Gì vậy ta, em gì sao á? Em đứng gần anh tí đi em. Gần nữa đi em. Trời ơi, người ta ghê. Xấu chưa? Kiểu lâu lâu tất cả mọi người. Kiểu lâu lâu mới được một người kém tuổi đứng cạnh ấy thì nó dễ tương tác hơn là còn là nữ nữa. Ờ thế em như nào? Đây là người ta cứ mời lâu lâu mới gặp, mãi mới được gặp. Còn các em là các em gặp nhiều rồi. Đúng không? Em ơi, tụi em giới thiệu với cả quý vị khán giả đi. Chào mọi người, mình tên là Phan Gia Hân và năm nay mình 18 tuổi. Và đây là lần đầu tiên mình tham gia Đông Tây Nam Bắc. Hy vọng là sẽ có thể mang điểm về cho team của mình. Trời ơi, rất tự tin, rất tự tin. Rồi, xin mời mọi người về chỗ. Trước khi vào những trò chơi cực kỳ gay cấn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi rất là quen thuộc, đó là Khởi Động Cùng TikTok. Tất cả những clip về TikTok của PA36 sẽ được đăng lên app TikTok. Và mong là tất cả các bạn sẽ cùng lên đó xem, like, share và thả tim cho PA36 nhá. Khởi động xong rồi, nóng người rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ nhất. Nghe nhanh đáp lẹ. Trong vòng thi này thì chương trình sẽ có 15 bài hát được bật lần lượt bởi DJ. Bạn nào trả lời đúng sẽ được một điểm. Trò chơi xin được phép bắt đầu. DJ. Bài thứ nhất. À, rất quen thuộc luôn á. Đến đi em. 3 Bài này là bài cô gái 1m52. Ờ sai 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 sai. Ờ sai 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 sai. Sai sai. Xin mời winner. Xin kính thưa quan viên anh họ, bài này là bài cô gái 1m52. Yeah. Yeah. 1m52. 1m52 nữa chứ bà. Em sợ mọi người tưởng bài này là cô gái 1m2. Bài hát tiếp theo. Gì tới? Không ai bấm luôn rồi, đúng rồi, đúng chưa? Đúng rồi, đúng nãy giờ đấy. Rồi, anh thắng. Xin mời winner. Anh bấm rồi, anh kêu em trả lời, anh sao vậy? Ai à? Bài này là bài Dance the Night Away. Đây là bài mà Winner rất là thích. Winner có hay nhảy bài này đó mọi người. Bài này Winner đã định cover rồi nhưng mà không ai cover với Winner nên Winner ngại. Tiếp tục. Ba, hai, một, bấm. Em phải đếm chứ. Với anh không là duy nhất. Dạ, bài này là bài Em Không Là Duy Nhất. Đúng rồi. Đúng không? Tiếp theo. Rồi, xin mời Việt Thi. Bài gì bài gì trăng trăng nhỉ? Vẽ trăng, bán mu trăng, bán trăng. 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Thật sự là mẹ em hát bài này rất nhiều nhưng mà em quên trăng, trăng, ai liên quan tới trăng? Alo, ai mua trăng, ai tôi bán trăng. Bài này điện thoại về cho người thân nữa. Bài này là bài Mài Hạt Tử. Mài Hạt Tử. Mài Hoàng Hạt. Tên nghe tác giả mà. Ủa vậy hả? Mài Hạt Tử quá tờ. Đây là bài Hàng Mạc Tử. Đúng hay sai em nói đi. Sai rồi. Đây là bài Hàng Mạc Tử. Trời ơi. Ủa nó khác nhau chỗ nào bà con? Mạc là chữ A.
vẫn yêu một người. Ôi, quen ấy. À, chị nghe nhạc nhiều lắm nhưng mà không bao giờ chị nhớ tên. 3, 2, 1. Xin mời Benji. Giờ đây là bài Người Ta Nói. Đúng rồi. Bài này của ai? Cái bản này của chú Ưng Hoàng Phúc. Đúng, trời ơi. Một điểm cho Kenji. Em nhé. Ồ. 3, 2, 2, 1. Mọi người nghe không? Nghe. Ô la la la. Ôi. Ô la la la. Đúng rồi. Đợi tiếp theo. Một, hai, ba. Ba kia, ba kia. Ba rồi, ba rồi. Ba, hai, một. Ơi, ơi, này đi. Ơi, xin mời. Tàu ăn qua núi. Trời ơi. Ôi. Thương, bài thương. Mọi người thấy chị đi quốc không nào? Mọi người từ từ. Từ từ nha. Ok nào. Được. Tiếp theo là bài rất quen thuộc nha. Cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. 3, 2, 1. Tìm lại bầu trời. Thôi bài này khó đoán tên lắm nha. Khó quá. Khó quá, không ai biết rồi. Thôi đi chay gửi đi nè. Con chim hót trên cành cây. Và chúng em tới trường đây. Gửi đi nè. Đây nằm trong câu hát vừa nãy luôn. Rồi, xin mời dạ thưa anh, đây là bài Con chim hót trên cành. Sai. Sai. Sai, trời ơi. Và đây là bài Con chim hót trên cành cây ạ. Ôi, Kenji ơi. Thiếu một từ thôi. Tiếp đi em. Bài tiếp theo. Lại nát tan. Ngày qua say đắm bóng dung xa lạ. Thấy lạc lõng quá mọi người. Đây là bài Yêu Đi Đừng Sợ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ocean. À đúng rồi kìa. Để mẹ em 3, 2, 1. Không biết. Ủa biết luôn kìa. Đi bên em và mày. Nào đoán đi em, đoán đi. You're my heart, you're my soul. Yeah. Trời ơi. Dừng chuẩn lúc đấy. Đúng không. Lúc kinh nghiệm đó mọi người. Bài tiếp theo là bài cuối cùng nha. 3, 2, 1. Bài gì đang quen hả? Bao lâu nay em cứ mãi cô đơn. Ai đâu hay. Bỏ quên rồi. Hả? 3, 2, 1. Kenji. Anh muốn không? Em đếm rồi mà. Xin mời Kenji. Đáng được không? Trả lời được không? Thì đây là bài Ánh Nắng Của Anh. Ừ nha. Không hiểu ra đây là cái bài em nghe rất nhiều nha. Tổng kết điểm ở vòng thi này. Hiện tại winner ta là người có 3 điểm. Dừng anh. Wow. Mình tô màu đúng không? Rồi yeah. Mình xuống nè. Do winner hiện tại đang số điểm cao nhất nên chị Up sẽ cho winner cái quyền đó là chọn lựa đội hình của mình. Dạ. Tại em nghĩ là hôm nay là mình có khách mời đúng không? Khách mời là nữ ấy. Nên là mình sẽ cho là nữ một đội với cả nam đội. À, nữ nam nam luôn đúng không? Rồi ok, muốn phân biệt gì? Được. Trời ơi, chọn gì mà hèn vậy? Nhưng không sao, em hôm nay anh đã cho em cái quyển đấy. Đúng rồi, ok, không sao. Bạn ơi, qua đây nào. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai có tên là Crazy Challenge. Trò chơi đầu tiên có luật như sau. Sẽ có 5 quả bóng bàn được để trong một chiếc hộp hoặc cột sau eo. Lần lượt người chơi sẽ lắc sao cho 5 quả bóng bay ra ngoài. Sau đó dùng miệng để di chuyển những cây kẹp trên giá và nối lại với nhau. Hai đội sẽ có 3 phút để thi đấu. Đội nào nối được dài hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Mình chơi lần lượt đúng không? Đúng. Ok. Sau khi phổ biến luật chơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Trò chơi bắt đầu.